Let's go! Let's go! Let's go! Mày đổ xuống. Mày. Hello nha các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J rồi đây. Và ngày hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 3 của tựa game Chu Chu Chắc. Ngày hôm nay á, mình đem mắt kiến đen bởi vì mình sẽ quay video này một mình các bạn à. Cái thằng quỷ cá đầu xanh á, từ tối đến giờ mình gõ cái ống cống, mình kêu nó lên quay clip nhưng mà mình không thấy nó đâu hết các bạn. Cho nên là ngày hôm nay mình phải đeo cái mắt kiến đen vô để cho nó kiểu đỡ nhìn thấy con Chu Chu Chắc, đỡ sợ các bạn à. Ui khổ thật. Mình xuất hiện lại ơi. À, trời ơi, tao kêu mày từ tối đến giờ, sao bây giờ mày mới xuất hiện? Nhân vật quan trọng xuyên cuối cùng bạn ơi. Ok, chơi game đi bạn. Rồi, thôi được rồi, giờ có nói là mình sẽ gỡ cái mắt kiến đen này ra nha bạn. Chứ có mắt kiến đen đâu thấy đường nào chơi. Quan trọng xuyên cuối cùng bạn ơi. Ê mày, sao hôm nay mày mặc áo khác luôn rồi, mày ghê vậy mày? Áo đồng phục bạn. À, mày, hằng ngày nó ở dưới cống mà nó cũng ở sạch các bạn à. Mỗi ngày mày thấy nó một cái áo, cũng dữ đấy. Rồi, được rồi, giờ mày sẵn sàng chưa? Hôm nay là mày biết nhiệm vụ chúng ta là làm gì không? Sao làm gì? Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta đó chính là tìm trái trứng số 3. Được, mà tìm trái trứng số 3 là tao sẽ giết con Chu Chu Chắc cho mày coi. Let's go. Đây. Bye, hello, mới vô hello. Rồi bây giờ là làm cái nhiệm vụ bắt buộc này nè. Chắc thì vụ này là lấy trứng thứ 3 đó. Trứng thứ 3 đúng không? Tao cũng nghĩ vậy em ơi, tao cũng nghĩ vậy á. Rồi từ để tao nhảy vô đây một cái. Nè anh em mình ăn thịt nhện luôn. Dịp. Mày ăn thịt nhện mày điên á mày. Mình là cá cha các bạn, ăn thịt nhện ăn thịt mày... nhện hết. Ê cái gì này mày? Aranyarumastrebeleolen. Cái này chữ này khó đọc quá. Mày ở dưới cống sao mày đọc được? Tao người ta đọc cũng được, đọc là Alabasaramonicrebeleolen đó thấy không? Ok. Không. Để lát nữa tao ra tao đọc lại cho mày nghe cái khác. Ủa mấy cái ghế này, là gì vậy mày? Đập phim. Đập phim á, để vô mở phim coi coi. Mở cửa coi. Ok vô luôn nè. Trời ngon. Trong này có ai không ta? Này chắc sắp chiếu phim của mình đó bạn. Ghê vậy, phim gì mày điên hả mày? Phim gì tao mày? Phim gì? Phim cá cha. Gì vậy? Ờ mày. Gì? Cá cha nó ăn gì mày? Ăn cút. Vậy mày nói mày là cá cha vậy tao là gì? Thằng cua hồn sống này. Cái gì đây? Ghi chú cuộc họp nổi loạn. Ê, mệt quá. Cuộc họp mày đọc làm gì vậy bạn? Lý do vì sao có nổi loạn bạn? Rồi đúng rồi, thử đọc đi. Tôi đã thảo luận kế hoạch chiến đấu mới nhất của chúng ta với mọi người và không có ai phản đối cả. Cả đội biết phải làm gì và sẽ chỉ hướng của đường ray phù hợp. Khi đến đúng thời điểm, tất cả những gì người lưu trữ cần tập trung vào là liên tục tấn công con quái vật đó, giữ khoảng cách và đưa Jack đến điểm yếu nhất của nó. Cha tôi sẽ trở lại trong vòng 2 ngày nữa. Anh Jay đẹp trai quá, bây giờ các bạn fan xem video này bấm nút like cái kênh nha. Hiểu rồi. À, sao mày đọc nhanh vậy bạn? Vậy là hiểu rồi. Cánh mắt mà hắn mắt mình to. Ờ mày. Các bạn coi mắt đó. Mắt nó với mắt mình nè, trời ơi. Đã mắt mình mà. Mắt mình cái thuốc nhỏ mắt tao ở đâu rồi, thì cho mày nhỏ miếng mắt đi. Ok, giờ đi đâu đây, mình không biết mình đang đi đâu đó mày ơi. Nhận nhiệm vụ kìa, lâu. Ê khoan, tao nghe tiếng của con Chu Chu Chắc mày ơi. Lâu, không có Chu Chắc đâu, đừng lo. Ok, bây giờ đường nào đâu. Ủa, ở đây có nhiều sắc vụn nè, lụm hàng ngon. Hợp lý. Ủa, cái vườn này ở đây bự hơn nè mày. Được. Hello anh trai, ủa anh trai đẹp trai nè. Anh chính là người lưu trữ mà cha tôi đã kể. Mặc dù tôi rất thất vọng khi thấy anh ấy chọn ở lại miền đất thay vì trở về cùng với anh. Ủa, ba nó mà nó kêu anh ấy. Ờ, không phải. Không, chắc là nó muốn gọi cho ba nó trẻ mày ơi. Không có, nó muốn gọi cho ba nó trẻ. Không phải, chúng tôi ở nhà anh đi trợ giúp. Mổ quay đầm bởi vì nó có thể gây ra thảm họa. Trong khi đó, chúng tôi chịu ra một cách. Dạ, nhiều quá. Ok, có nghĩa là nó sẽ gắn một cái bẫy ở dưới cây cầu. Mình dụ con Chu Chu Chắc tới là nó nổ cây cầu là nó sẽ rớt con Chu Chắc xuống lại chết. Ơi, cái này có gì nè mày? Ủa, nhìn nó gì đây? Ê, cái kính này xin bà chào mày ơi, cái kính này tao nhìn sao mà nó nhìn xuống đất chứ nó không nhìn ra kia. Ờ, đúng rồi, ông này, ông phê pha mày ơi. Ờ, ông là Smart Quick Everyday. Ok, đi tiếp nè. Để giờ tao đọc cho mày nghe cái bản này nha. Dạo xoắn hậu xuống cụ xuống chạy mày chứ. Ghê không? Tao là người Trung Quốc mà mày, mất giỡn này. Rồi, đi tiếp đi. Ủa, nhiệm vụ gì đâu? Nhiệm vụ đi ngược lại hả mày ơi? Ơi, nhiệm vụ đi ngược lại mà bắt tao đi. Tao đi ngược lại một cái.
Ủa cho mày kêu thấy có ông nào nữa kìa mẹ à. Tí nữa chắc là mình phải gặp ông ấy nữa đó. Cái cốc vô, chắc nó ra. Ok. Cái cốc vô. Muốn chắc gốc thì cứ ngồi trên xe thì có gì đâu phải sợ. Nó tới là tao bắn nó vô bệnh viện liền chứ có gì đâu. Ok, 40 mét nè. Hôm qua mình vô tình gặp cái thằng kia bắn súng vào mình đó nha, coi chừng á. Ok, nhưng mà khu này chắc không có đâu. Xuống đi. Ui, thấy có một cái đống sắt vụn dưới kia kìa mày. Ngon. Mày giờ tao mà nhảy xuống đó là tao bái bai tình yêu luôn thằng khùng. Đặt thuốc nổ mày ơi, đặt thuốc nổ. Lấy thuốc nổ được không? Tao không biết, bây giờ nó bắt tao đặt thuốc nổ mà lấy không được, đặt rồi. Vậy là bây giờ phải đặt thuốc nổ full mấy chỗ này các bạn à. Ôi trời ơi, vậy là mình biết. Ủa, mình tưởng là nhiệm vụ này ông kêu ông làm chứ ai vậy ông bắt mình làm các bạn. Ảo thật đấy. Làm oxin cho ông này à? Ờ, tự nhiên là hết làm oxin cho ba của nó rồi, giờ tới làm oxin cho nó. Ui trời ơi. Rồi xong. Xong rồi, bây giờ đi tới chỗ hàng nó lại coi. Coi chừng cái chắc nè, nó biết mình đặt bom đi chơi đó. Bây giờ coi chừng cái cốc ra. Ok, bình tĩnh. Gì đâu mày ăn nè, mày sợ nha, tao không sợ, mày sợ chứ mày. Qua đang lụm hàng nó. Ôi, nó tới kìa mày ơi, chạy. Nó kìa, thấy nó kìa. Ô từ dừng lại. Nó kìa, nó này kìa, thấy không? Thấy không? Đây nè, đây nè. Từ này nè, thấy không? Nó chạy qua kìa. Ok, từ. Nó đang chạy vòng mày kiếm tao mày ơi. Rồi, lại đi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy vô nhà mình trốn nó. Let's go. Không biết chắc tâm bởi. Ê mày có một câu hỏi tao cũng thắc mắc đó mày. Không biết luôn á. Ok thôi được rồi, cứ chạy vô nhà trước đi, chứ không sao đâu. Đóng cửa lại, cửa này không đóng được mày ơi. Cửa giỏm mở ra được mà đóng không được. Hello anh trai. Ok, bây giờ nó kêu mình là mình sẽ đi lấy một trái trứng hay gì á mày ơi. Ở đâu? À, tao biết rồi. Cái chỗ này là một cái chỗ gì đây nè. Triệu hồi bằng những quả trứng. Mình sẽ tiêu diệt ở đây nè. Ok, nhưng bây giờ mình bắt buộc phải làm mấy cái nhiệm vụ này nữa. Nhiệm vụ vũ khí nè mày ơi. Mình sẽ có vũ khí. Bây giờ phải lấy vũ khí trước. Ủa sao tao nghe? Tao nghe tiếng của nó hoài luôn á mày. Chắc là nó khoái mình lắm rồi đó. Bây giờ nó đang khoái mình lắm rồi đó. Chắc là mình là một cô nàng xinh đẹp á. Nó ghiền mình rồi mày ơi. Ok, bây giờ mình cứ đi lại chút. Ôi sao cứ nghe tiếng nó hoài luôn, lại đi. Let's go. Bây giờ điểm tiếp theo của mình ở 100 mấy chục mét lận đi nào. Mày thấy đâu mày ơi, mày tới công chuyện với tao rồi. Bố mày sợ mày quá luôn á, chú chắc. Bố mày sợ mày quá luôn. Ok, không sao. Mày tin tưởng tao. Mày giỡn hả chú chắc? Mày giỡn hả con? Mày giỡn hả? Mày tu bi cưng tao nè. Let's go. Mày bớt giỡn đi. Ồ sao nó không bỏ chạy ta? Trời bắn nãy giờ. Ý nó bỏ chạy kìa mày ơi. Yeah, thành công rồi các bạn ơi. Ủa, tao mình vô bệnh viện luôn mày. Ok. Ui. Ê, mày nhớ không? Sao? Tập 1, tập 2, tao mày thấy nó là thua. Bây giờ tập 3, tao mày thấy nó là thắng. Thành công mày, đấm tay tao mày. Thành công rồi nha các bạn nha. Ủa, đi xa chứ chạy. Chưa kịp tới nữa. Lại. Dạ mấy này là mũi của mình. Bây giờ con chu chu chắc là mũi rồi các bạn ơi. Nó không là gì tụi mình nữa đâu. Bây giờ tụi mình là bà rồ rồi. Thịt nhện ngon lắm. Giờ hả mình nói bà láo, mình bắn nó chết luôn rồi chứ ở đó mà nó đòi mình ấy. Ui, có mấy cái gai nè mày. Ví dụ mà nó dí mình cái mình chạy đây, cái nó mày đâm vô đây nó chết luôn mày. Tập có người đó. Easy game. Ô. Ủa gì đây? Ủa bà này bà cho mình này hả ta? Để nói chuyện bà coi. Bà này nhìn giống con trai mày. Người thợ săn quyền thoại cuối cùng cũng có mặt. Thấy không? Tao mày làm được chuyện đó là kêu mình là quyền thoại liền. Người chồng quá cố của tôi. À, cái ông chú mình gặp lúc đầu là chồng bà này. Ủa, ông này gu mặn thật á. Ok. Ok, đặt tên nó là Bob đúng không? Rồi bây giờ là bà kêu là cái vũ khí này nó cần thiếu một cái gì đó nè, bây giờ phải chạy lên đây. Đột nhập trại của Warren. Thôi chết rồi. Ôi trời ơi, vũ khí mới gì mà sao căng dữ vậy ta? Nhiệm vụ bắt buộc. Oh my god, sao có cái nhiệm vụ bắt buộc trên này nó vậy? Sao có nhiều nhiệm vụ chứ? Hôm nay là tao sẽ bích lên nhiệm vụ luôn, sợ gì? Ok, mấy cái nhiệm vụ nó cũng khá là gần nhau các bạn. Ok, có ở đây có cái nhà thờ nè mày. Rồi, let's go. Được bảo vệ khỏi chui chắc luôn.
Làm đi mày. Con Nguyễn đi. Ồ, ông này sao xịt máu lum vậy? Rồi. Ok ok, tao nói chuyện ngậm. Người lưu trữ cho mà quen qua. Ông này nói nhiều quá mày. Trời ơi, nói nhiều thiệt. Quá nhiều. Ông nói đúng nhiều luôn á ông nội. Rồi thôi mấy cái này là không cần đọc các bạn ơi, nó nói nhiều quá đọc làm gì cho mệt. Giờ mình coi rồi ông chỉ mình đi tao đọc. Trời ơi, nó xa. Trời ơi, hai cái chỗ này nó xa gì mà nó xa thấy mồ luôn á. Bây giờ mình chỉ muốn bắn lộn cho con chu chu chắc thôi. Bây giờ làm sao mà để được có được ba giấy chứng là mình bắn lộn cho nó đã rồi chứ không có gì hết trơn á. Mình bây giờ mình không sợ vô chắc nữa. Hà Nội buổi tối nhiều container lắm. Mày nữa, mày lại sao lộ Hà Nội nữa? Container là vô chắc đây. Mày ở dưới mày ở dưới cống mà mày cứ sao lộ Hà Nội hoài cái thằng này. Ok ok, như tao nghĩ là chuẩn bị đến cái chỗ phải rẽ rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ tao sẽ ngừng cái xe này trước cái đã. Ủa từ chưa. Lên thêm miếng nữa. Thắng lại đi, xe thắng ngay đây. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ quẹo sang bên trái nha, có phải không? Yes sir, chắc chắn là vậy rồi, Đây. Bây giờ tôi nghĩ là con chua chắc nó mới bị mình tấn công xong, bây giờ nó sẽ hồi máu á mày. Giờ nó để ý tụi mình đầu đồ chơi á. Ờ, giờ mới để ý các bạn. Cái tàu này giống như tàu của tựa game Bobby Playtime, coi nè. Mày coi là mấy cái ống dích vô mà nó vẽ hình. Mày có dít mà nó chơi nó vẽ hình mày ơi. Ủa tới chưa vậy? Tập trung làm nhiệm vụ ơi. Chưa tới nữa, sao xa dữ người ta? Rồi, chuẩn bị tới nữa nè. Ủa ở trên đây là... Ủa mày ơi, hình như trên đây là băng đảng của thằng kia. Holy crap. Chỗ này là chỗ băng đảng của cái ông Warren gì đó mày. Nguy hiểm nhưng không chừng á. Để bố bắn tụi nó. Ôi, cũng còn giết người đi. Đâu rồi, mấy thằng kia đâu ra đây. Bố mày xử luôn một lúc. Cầm súng bắn. Trời ơi, mấy thằng Warren này, mấy thằng đệ Wudo Warren. Ủa, con thằng ơi, anh ơi, mình đến chạy. Mày gáy hả mày? Mày gáy hả mày? Bớt đồ đi con, ra đây. Mấy thằng này là mấy thằng oách con. Ê mày, súng sạc gân nè. Thôi tao lụm xuống sạc gân không được. Lụm được đâu. Thế thì thua rồi. Ôi game lừa, game không cho lụm, game lừa. Thế sợ mình giết boss sớm. Ờ game lừa. Để coi coi trong đây là gì đây. Ê tao đeo mặt nạ tao làm một trong tụi nó coi. Thomas lắm nè cái mặt này nè. Nào mặt nào. Ờ. Ê cái mặt này giống cái mặt của Thomas.se thì có các bạn ơi. Ủa mặt này giống mặt Slenderman. Ủa mấy cái bạn này nhìn ngầu á. Để có súng nào mà không lụm được. Ngổ game, game này có súng không cho lụm. Game này nhưng vật không có tay hay gì. Ok bây giờ mình sẽ leo lên đây coi. Nhiệm vụ là cái nhiệm vụ đột nhập chạy để đánh cắp bộ phận súng gì á mày ơi. Để tao lên tao coi trên đây có gì tao lụm luôn. Let's go. Ủa mấy thằng gác cổng nó trốn nữa rồi. Bị mình bắn chết hết rồi. À vậy là có 4 thằng à. Gác cổng gì có 4 thằng. Quá dữ luôn. Bày cá cha có một thằng kêu bày thằng khùng. Bày cá cha là mấy thằng nãy à. Mấy thằng nãy là bày cá cha hả mấy bạn mày hả? Cho ăn đạn. Ok. Ủa chìa khóa nè. Ngon. Cho ăn đạn bao rồi chết rồi. Ok let's go đi tiếp. Giờ chúng ta sẽ đi xuống đây nha bạn nha. Mình sẽ check từng chỗ một nha. Bảo đảm an toàn. Ui da. Có vô dùng vô chết xuất hiện cái chết đó. Ok. Cái gì vậy? Cái nhà này có lửa không à? Vô chắc ngon á. À chỗ ngủ tụi nó. Trời ơi sao chỗ ngủ tụi nó đông thằng vậy. Lát hồi tụi nó mà quay về là tới công chuyện luôn nha. Mở cửa. Ok hồi nãy là cái chìa khóa để mở cái cửa này nè mày. Được. Ô cái này nè. Cái gì vậy? Ô ô mày coi nè mày coi nè. Ô ô cái gì vậy? Súng. Ôi cái gì vậy mày ơi. Để thử tao gắn cái xe tao test hàng coi. Test hàng tiếp. Đây nè mày. Ủa súng gì vậy? Barret. Barret. Nhìn giống Barret mày. Barret đột kích Barret. Ủa súng này nó hơi đỏ đồng. Ủa sao đỏ nhanh vậy? Không nhưng mà đỏ vậy mà vẫn bắn được vài viên nữa mày ơi. Cái này là Barret. Cái này nó hơi gà. Ờ thôi tao nghĩ là cây súng pháo thì ngon hơn á. Lấy cây súng bóng lựu ra đi. Cây súng bóng lựu hay ngon hơn mày ơi. À nhưng mà thôi súng bóng lựu để sau đi, cây này để bắn trước. Rồi bây giờ còn gì nữa không ta? Nhiệm vụ tiếp. Để chắc gấp mấy cái này tôi kiếm thêm mấy cái xác vụn coi. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là ở đây các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho lùi tàu và mình đi về hướng đó nha. Let's go. Lùi. Ê con chu chu chắc nó bị mình bắn mà dài viên cái giờ nó khóc
rồi các bạn à. Nhóc con này nó hù được mình đúng một lần thôi, nó làm mình giật mình thôi, chứ nó mà để cho mình chuẩn bị á là nó không có tuổi nha các bạn nha. Trời ơi, nó được cái hù mình. Hai anh em mình sợ gì, anh em mình nó mà căng thẳng quá đập máy tính, ê lộn lộn, căng thẳng quá bấm nút này nè. ATF4 là kết thúc game liền cho nhanh các bạn ơi. Rồi rồi, qua tới chỗ này nè các bạn, 170 mấy mét nữa nè, sắp tới nè. Ui cái đường này đồng không mong quạnh quá, ngồi lên súng cho chắc. Ủa nó làm gì á? Không biết nữa, hình như qua bên đây là nhiệm vụ cái gì á. Để tao thắng lại coi coi nhiệm vụ gì đây. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ hầm mỏ hay là một ngôi mộ? Hình như trong đây là để lấy trứng hay sao nữa các bạn ơi. Yes sir, chắc là vậy rồi, chắc là vậy rồi. Yes sir. Quả đạn thì cái chứ. Ê để bốn. Bây giờ mày muốn tao làm speedrun hay là muốn tao chết góc? Chửi canh luôn đi. Muốn làm speedrun thì làm sợ gì, để bố mới làm speedrun cho. Con là vừa speedrun vừa chết cóc đó vậy. Ôi mày, tao thấy cái này hơi ghê nha mày. Ôi mày ơi, thấy cái này hơi ghê nha. Canh mỏ đó nha. Tao thấy cái này hơi xú rồi đó. Thấy hơi bất ổn rồi đó mày. Nhảy xuống đi. Từ từ, để tao chút có mấy cái sẻn nè mày ơi. Ôi, đã sát người đó. Rồi rồi, bây giờ để tao đi lụm hàng trước bên đây, tăng cấp trước cái đã, rồi chúng ta đi tiếp. Ok được rồi đó. Giờ mày muốn tao speedrun đúng không? Đúng, giờ quất nó đi. Để tao sẽ speedrun vô trong đây cho mày xem. Tao là pro gamer mà. Lấy trứng ngồi luộc ăn đi. Rồi bóp dai cho anh trước khi anh vô speedrun coi, lẹ bóp dai coi. Tao kêu bóp dai rồi mày quýnh đâu. Rồi vô để anh speedrun cho. Ai. Em từ, bây giờ mình phải tưng. Chỗ cái nhảy còn chớp chớp rồi mày. Tưng. Ờ giống như đang đi xuống cống đó mày. Giống như nhà mình có bạn. Ok, trời máu không mày ơi. Cái gì vậy? Hy sinh thân xác đồng đội đó rồi. Ghê vậy ba. Ôi vô từ nha, tao thấy cái này hơi xuống rồi đó. Không biết trứng nó cất ở đâu nữa. Chắc qua chắc lại vậy nào. Nó. Ôi. Xin bắt run luôn chứ chạy làm gì. Ây da anh ơi. Vậy chụp bánh gì vậy. Ôi mày ơi, hình như mấy hàng trong mấy nó mạnh hơn á mày. Nó cầm sót kinh mà, một phát chết luôn đó. Mấy hàng trong mấy nó thụt một cái là tới công chuyện luôn. Vậy là hiểu rồi, chạy ra ngoài xong rồi chạy ra lại. Hiểu không? Cho mình chạy lại. Hợp lý á. Mà không được. Thấy cách đâu mà được không? Tao nghĩ là bây giờ mình phải chơi nhẹ nhàng từ từ thôi. Speedrun lấy là không ổn với mấy đứa này rồi. Tin đi, làm thử đi bạn. Chạy ra lại. Chạy vô, chạy ra đúng không? Rồi, tao tin mày nha. Tao mà chết là mày tới công chuyện với tao à. Còn không, vụ đó ra ngoài cái xe rửa, đóng cái cha đó. Sao vậy? Không sao, cứ đi nằm đây, cứ đi. Gần mà. Ok. Thấy nó còn chạy ra lại. Từ. Giờ sẽ thấy mình này, yên tâm. Không, ở đây nó không coi. Nó nè. Trông. Nó đang đi à, đâu nó thấy không, thấy không. Ở trên này mình đi được lên không ta? Keep silent. Ủa, vô đó được. Chết rồi, Nó lấy rồi. Bắt cô. Ô mày con, come on. Vô vậy nhảy luôn cho ngầu. Rồi, chạy ngoài xong rồi để vụ đó cái mình chạy vô đúng không? Nó kìa. Ấy da. Trời ơi, tê. Ê, hồi nãy nó bắn tao mà bắn ngay chân nhưng mà không sao mày ơi. Chạy đi, yên tâm. Ok, có nghĩa là nó mà bắn từ xa. Úi da, chết rồi, tôi ngu, tôi nhảy cái mất khúc máu mày ơi. Trời vậy mà. Áo, bị súng bắn thì mất cứu chút xíu máu mà nhảy mất khúc máu. Ê, gọi cho phải. Ok, chích. Ôi. Ok. Hãy tôi nghe tiếng của con chui chắc tôi bị mất tập trung. Để tao làm lại. Làm gì căng vậy, để tao làm lại. Tao nghe tiếng chui chắc tiếp cả. Thôi tao giọt đây. Giờ phải bình tĩnh mấy ơi, chứ mình nghĩ là chúng ta chơi theo kiểu speedrun ở cái màn này hơi khó, tại vì mấy hàng này nó cầm sực gần, mà ở trong nó gần quá. Tại vì đứng gần là nó thụt cho một cái là tới công chuyện luôn các bạn à.
Để giờ mình sẽ đi dưới đây nha. Nói chung là nó không nhìn thấy mình là được. Cho dù mình gây tiếng động cỡ nào cũng được các bạn ơi. Sáng sớm tức dậy anh bụng thấy mình quá đẹp trai. Vô. Mày để tao tập trung được không? Kẹo chá liền luôn đi. Cái sợ. Chưa, từ từ bình tĩnh. Bên cháu đừng có lo. Mày cứ bình tĩnh coi. Này nè, nó đây nè. Nó canh nó, không bao giờ mình đỡ nó rồi. Nè, thấy chưa? Không biết mình đâu, đừng có sợ. Đó, hay vậy. Hay không, mà đồ không? Coi hả? Này con thằng nè. Này con thằng này, thấy không? Coi hả? Mày chứng đâu? Ghê chưa, hay bố mày ghê chưa? Ghê hả? Đâu có dữ vậy? Ghê không, trời ơi. Ôi, nó qua đây mày. Qua chưa? Ok, im, từ, để bố tập trung, coi. Ê, nó làm gì đó, đâu qua đây hả? Ok. Let's go. Yes. Yes. Ok, nấp, đi. Ok. Ok, tao không biết. Vô đây. Let's go, ngon rồi mày ơi. Lên tiếp. Ủa này đi xuống lấy xã hội chết tôi rồi. Trời ơi, xuống lấy xã hội nó mới nhục chứ. Cấm rồi. Ok, đi tiếp. Trời ơi, đi đâu đi xuống lấy xã hội vậy ba? Này là người nào tới vậy? Người nào vi nữa, tao tưởng người mà u chứ. Người mà u đúng rồi. Tiếng gì vậy? Rồi. Oh my god, thả gì mình ơi. Holy. Sao đâu? Đang chứng đây rồi. Let's go. Yeah. Oh my god. Nice. Giọt. Oh my god. Oh. Anh ơi. Ây da. Không. Chết gì. Chết là nhục nhã. Rồi bây giờ ta phải đi lên bằng cách bờ rồ. Đấy, bye bye nha tình yêu. Yeah boy. Trời ơi. Game là dễ. Oh. What. Cái gì vậy? Anh ơi, thả gì em anh ơi. Chạy vô coi lụm đồng nát nữa. Tao rồi, hình như tao trước mặt kìa. Tụi bay chết rồi, tao mà về tới tao tụi bay chết chắc rồi mấy con trai. Tao mình ở trước mặt kìa. Rồi, mấy con này tới công chuyện rồi, với mình rồi bạn ơi. Nó còn dí ông ta. Thủ nó dí dai chứ trời. Ôi mày coi, ok, bắt cua chạy. Rồi, bày cá cha này đúng không? Tao chuẩn bị cho nó ăn món lựu đạn nè. Rồi, để tôi lên tàu đi mấy anh giặt. Rồi, lên tàu đi mấy anh giặt con này. Mấy anh giặt con này mày bị chết rồi. Chạy. Bắn súng đó. Mày bắn hụt mày. Bắn hụt mày, hồi đổ vào súng này bắn cho lẹ. Tui bay giỡn hả? Chết chưa ta? Ủa còn sống kìa, nó còn sống kìa. Ôi nhưng mà nó bỏ đi rồi mày ơi. Thôi kể đi. Bây giờ là lên đường, giờ là lên đường. Thế mở bản đồ coi lại coi. Giờ là lên đường đâm thẳng vô là tới liền. Let's go. Đi thôi em ơi, Ê thằng này lùi lại giùm cái, lùi lại. Đang đi lộn đường. Rồi. Bình tĩnh, chú em cứ bình tĩnh. Chú em bây giờ sẵn sàng chưa? Chúng ta xuống máy chu chắc anh em à. Chu chắc là tới công chuyện với mình trong ngày hôm nay rồi. Đây nè, chỗ mình lên nè. Ngon, ngồi lại đi bạn. Ơ, từ, nâng cấp trước, xin nâng cấp được gì không? Quên. Hồi máu trước. Rồi, nâng súng đi. Súng luôn nè. Hồi hết rồi, không nâng được gì nữa không? Súng được rồi đó. Ok, đi nào. Ủa, có mấy hàng kìa mẹ. Có hàng nữa hả? Nè. Ok, cứ bình tĩnh nè. Bây giờ mình sẽ speed run từ từ. Tụi nó ra xe bắn chết tụi nó luôn đi. Hỏi vụ con chiên. Dùng tiền chiêu luôn bạn. Để tao làm Assassin's Creed mày. Ủa, có thằng nữa kìa. Nghe vậy. Trời, chạy lại lướt chớ hả? Ừ, anh speed run mà mày giỡn hoài. Hay game là dễ không? Oh my god, mở cửa cho em vô đây. Mở cửa cho em vô đây. Mở cửa ra. Ok, làm gì đây? Dạ, giờ coi phim anh ơi, coi phim. Ba chứng trong tay mày rồi. Xanh nước biển rồi, trứng đỏ. Ok. Ê, trứng đỏ là tập trước mày đoán đúng không? Đúng rồi đó bạn. Trời, vậy tao đoán sai rồi. Không, mình đoán trứng vàng rồi, nhét trứng xanh lá cây vô. Xanh lá cây. Rồi, màu gì đây? Xanh dương. À, màu đỏ là cuối cùng.
Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Let's go, boy. Dạ. Ồ, ồ. Ủa mày là ông Warren gì nè? Nhưng mà là con của ông gì đúng không? Đặt trái trứng xuống và nằm rạp trên mặt đất. Mày đặt trái trứng xuống là mày chết đó, mày đừng có đặt. Đúng rồi, đúng rồi. Kệ nó, mấy thằng đang chĩa súng với mày rồi, mày đừng đặt nha, để tao. Này thì đặt được con trai, let's go. Rồi sao nữa? Không, không. Ngu ngốc, du phu. Anh hại cả đám rồi đấy. Holy sh... Holy. Cháy, cháy. Holy. Rồi, đứa có hồi sáng rồi bà. Nó biết là heo chắc hả? Heo chắc đó, heo chắc. Ui, có cái chân quá đó mày ơi. Rồi, xong. Giọt lẻ. Come on, come on, nice thing. Run, 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 run. Nhanh, 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 nhanh. Ui, ông quyết định kìa. Rồi, ông quyết định lên đường rồi, mày nó ăn rồi. Mày ăn nói mày còn giết tao nữa hả mày? Ê, mày, mày mới làm chung coi. Lên, giọt, chạy đi bạn ơi. Let's go, let's go, let's go. Mày, 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 mày. Đổ xuống, đổ xuống, đổ xuống, đổ xuống, đổ xuống. Mày, 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 mày bớt dở đi con trai. Tu bi cân tì nè. Bố mày đổ xuống liên tục luôn. Let's go. Đổ xuống liên tục, đổ xuống liên tục. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Ủa nó có chiêu dịch chuyển mày ơi. Holy. Cái gì vậy? Holy, nó bị cái gì mày, nó dịch chuyển, nó dịch chuyển, nó làm gì tao không biết nữa. Mày 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 mày. Đừng có đổi súng nữa, làm trò quá bạn, bấm một súng rồi. Để bố mày tái đấu. Trời ơi. Vậy là không muốn đổi súng đúng không? Đúng rồi. Giờ mày lửa đi, giờ mày muốn tao ăn súng gì? Súng nào mà sao nằm hay gì đó. Ôi, ui, chạy đi bạn, chạy đi bạn. Vậy mà còn tiền không vậy? Súng, 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 còn tiền đâu. Từ từ, từ từ. Em bố mày táp, bố mày táp vô đầu nữa. Tao táp đầu thôi. Đó chưa, táp hiệu quả không? Đó, táp có hiệu quả bạn. Đừng có đụng đụng vô cái đầu của mình nha. Thôi thôi mình tắm, 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 mình tắm. Thôi để bố mày táp, bố mày táp đầu nó. Táp đầu nó, đúng rồi, 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 đúng. Mày mày đổ mày ăn cái súng đó nó chậm quá. Giờ hết tiền rồi, không còn tiền không bắn được. Giận sao chết rồi anh em ơi. Chạy trước. Sao mày còn gãi mũi nữa? Lúc này mày còn gãi mũi. Tap 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 tap. Trời ơi. Trời ơi. Rồi nó điên rồi, nó điên rồi, nó điên rồi, nó điên rồi. Nó điên hình như là phay phay tiêu của nó, phay chu của nó. Từ từ. Súng lửa này không lại đâu, thiệt. Súng lửa bắn lại hả? Gì súng tin, súng gì đó, cái đạn gì đó cũng tiêu bạ rồi, không nhớ tên. Lựu đạn gì đó. Nó chậm lắm, thiệt. Ta bắn cái ta đổi mà. Ừ, chậm lắm, đóng 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 luôn, cho nó dừng chèo thôi. Ôi, tao mà sắp chết rồi mày ơi. No. Ôi. Thôi mình đã đi tìm đồng nát rồi. Giờ tụi mình cách đơn giản nhất là phải có đồng nát nhiều các bạn à. Ừ. Thì lúc đó tụi mình mới có thể chiến thắng được các bạn. Để đi farm đi. Ôi ơi. Nhưng mà với cái cảnh này á thì chúng ta phải đợi qua tập 4 nha các bạn. Đúng không bạn? Vậy là chúng ta còn những cái nhiệm vụ hả tào lao sẽ phải trao kia mình chưa có làm. Vậy là chơi game này bắt buộc phải làm những cái nhiệm vụ tào lao sẽ phải trao kia mới được các bạn à. Hôm nay chúng ta có thể gặp được con chu chu chát phiên bản điên khùng của nó, nhưng mà để có thể chiến thắng được nó á thì chúng ta cũng phải kéo dài video này đến tập 4 nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem series rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn ủng hộ mình á, hãy bình luận cho mình biết và đừng quên bấm nút like đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Tụi mình hứa là sẽ tái đấu lại với con chu chu chát khi mà tụi mình có thêm nhiều cái đồng nát các bạn à. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye các bạn nha.
Bye bye bạn đi mày. Bye bye bạn nha. Bye bye đừng quan. Trời bye bye mà thằng này bye bye láo thiệt các bạn à. Ok bye bye các bạn nha.